là món ăn vặt huyền thoại của mọi lứa tuổi. Ăn bim bim có béo không là thắc mắc của không ít người, đặc biệt ai đang trong thời kỳ giảm cân. Những chia sẻ của chuyên gia sẽ giúp bạn có được câu trả lời thuyết phục, đồng thời đưa ra giải pháp loại bỏ mỡ thừa, giảm béo nhanh chóng, an toàn. Ăn bim bim có tốt không? Bim bim có đa dạng sản phẩm, hương vị, nhà sản xuất khác nhau nhưng chứa chung một số thành phần, dầu thực vật, bột mì, đường, muối, chất tổng hợp. Tuy là món ăn vặt được mọi người ưa thích bày bán phổ biến nhưng trên phương diện khoa học, ăn nhiều bim bim gây ảnh hưởng tới sức khỏe. 1.1 tác hại việc ăn bim bim tùy thuộc vào đối tượng, lứa tuổi và số lượng, mức độ gây hại của bim bim tới cơ thể là khác nhau. Tuy nhiên, về lâu dài ăn bim bim sẽ gây bệnh, tăng nguy cơ ung thư. Theo kết quả nghiên cứu tại Anh, acrylamide có trong bim bim do quá trình chiên sấy nhiệt độ cao trên 120 độ C tiềm ẩn những nguy cơ gây ung thư. Acrylamide sau khi hấp thụ qua dạ dày nhanh chóng phân tán sang các vùng nội tạng xung quanh, lâu dần hình thành khối u ung thư ở thận, phổi hoặc đột biến gen, tổn hại tim mạch. Thống kê tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch trong độ tuổi từ 30-45 ngày càng gia tăng do những thói quen sinh hoạt và ăn vặt. Lượng dầu chiên bim bim lớn là dạng chất béo có hại nên khi thường xuyên ăn sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ. Khi còn trẻ, tỷ lệ mắc bệnh thận, huyết áp cao hơn. Người có bệnh thận, huyết áp không ổn định tuyệt đối không ăn bim bim, bởi lượng muối ớt cao trong đó sẽ làm mất tác dụng của thuốc huyết áp, thuốc chữa thận. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên một người lớn không ăn quá 5 gram muối một ngày. Trong khi đó, một gói bim bim có lượng muối cao gấp nhiều lần sẽ gây bệnh cho cơ thể, tăng lượng đường trong máu. Không chỉ hàm lượng đường muối trong bim bim vượt mức cho phép nạp vào cơ thể mà ngay vỏ đựng bim bim là hóa chất phá hoại các hormone và tăng nguy cơ bệnh tiểu đường, mất tập trung, giảm trí nhớ. Có thể bạn không biết nhưng trong bim bim chứa nhiều chất ức chế thần kinh, làm đầu óc trong trạng thái mệt mỏi, căng thẳng. Về lâu dài, hệ thần kinh và trí nhớ của con người bị suy giảm nghiêm trọng. Không có dinh dưỡng trong bim bim nên khuyến cáo cân nhắc kỹ trước khi dùng. 1.2 Bà bầu, trẻ em ăn bim bim hại sức khỏe. Phụ nữ mang thai, sau sinh, bà bầu thận trọng khi thưởng thức món ăn vặt bim bim. Lượng natri lớn từ snack khi vào cơ thể sẽ gây mất nước, hại thận và khiến mẹ bầu stress gia tăng. Hơn nữa, khi mẹ bầu có sở thích ăn bim bim, dùng số lượng lớn trong ngày sẽ không bao lâu bị tiểu đường, làm chậm sự phát triển của thai nhi. Bim bim không có vitamin hay dinh dưỡng cần cho cơ thể nên phụ nữ sau sinh cho con bú không nên ăn món này để đảm bảo sữa tốt cho bé. Trẻ nhỏ, 99% trẻ nhỏ dưới 15 tuổi nghiện bim bim và đây là một con số đáng báo động. Theo kết quả nghiên cứu, trẻ béo phì gia tăng, một trong số nguyên nhân là do bim bim. Các thành phần bột gạo, bột mì chiên ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra chất béo đồng phần cùng tích tụ lượng lớn dầu mỡ khiến trẻ chán ăn, thừa cân. 2. Ăn bim bim có béo không? Ăn bim bim không tốt cho sức khỏe, còn trực tiếp gây biến động trọng lượng cơ thể khi thường xuyên thưởng thức. Vậy ăn snack tăng cân hay giảm cân? 2.1 Một gói bim bim bao nhiêu calo? Một gói bim bim nhỏ nhẹ chỉ 15-30 gram tùy đóng gói, nhưng hàm lượng calo đưa vào cơ thể là con số đáng kinh ngạc. Kết quả nghiên cứu tại Viện Dinh dưỡng Mỹ, một gói snack nhỏ chứa tới 228 kilocalo. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn ăn 100 gram bim bim sẽ nạp hơn 1.000 kilocalo. Lượng calo tương đương với một bát cơm hay một bát phở nhưng lại không mang lại giá trị dinh dưỡng tốt cho cơ thể nên món vặt snack không được khuyến khích sử dụng nhiều. 2.2 Người giảm cân ăn bim bim có bị mập? Như phân tích trong phần trên, bim bim nạp vào cơ thể người tới gần 300 kilocalo một gói nên chỉ cần ăn rất ít cũng khiến cân nặng tăng lên. Vì vậy, đối với người đang giảm cân thì không chỉ ăn bim bim có béo không mà còn phải đưa vào danh sách những món ăn cấm kỵ nếu không muốn bị béo lên trông thấy. Trong bảng xếp hạng những món ăn dễ gây béo phì nhất trên thế giới thì bim bim đứng ở vị trí thứ 2. Như vậy, nếu không muốn tăng cân thì nên cân nhắc kỹ trước khi thỏa mãn sở thích nghiện bim bim của bản thân. Bên cạnh đó, các loại bim bim cay chứa nhiều muối và ớt sẽ làm tăng cao lượng calo khiến cân nặng khó kiểm soát trong thời gian ngắn. Mặt khác, những sản phẩm bim bim cân không có thương hiệu bán trên thị trường không được kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, khi ăn nhiều không những tăng cân còn gây hại sức khỏe. 3. Một số thực phẩm khác cần tránh khi giảm cân. Ngoài bim bim thì còn một số thực phẩm bạn cũng nên hạn chế và tốt nhất không nên ăn trong giai đoạn giảm cân của bản thân. Cụ thể, 3.1 Kem thơm ngon, mát lạnh nhưng kem lại là món ăn người giảm cân tránh sử dụng. Nếu bạn ăn một cây kem hãy sẵn sàng chạy bộ 30 phút để đốt cháy hết năng lượng đưa vào cơ thể.
và tất yếu trong chế độ giảm cân, bạn bắt buộc phải từ bỏ một số món yêu thích, trong đó có những cây kem ốc quế giải khát mùa hè. 3.2 Thức ăn nhanh, mì ăn liền, món ăn vặt hay ăn nhanh thì đều mang tới tác hại cho việc giảm cân của bạn. Bạn sẽ không thể loại bỏ mỡ thừa toàn thân được nếu thường xuyên ăn pizza, gà chiên. Đặc biệt, mì ăn liền là kẻ thù số 1 của bạn khi bạn đang cố gắng thực hiện chế độ giảm béo đùi. Không tốt cho sức khỏe. 3.3 Sữa nguyên kem. Về bản chất, uống sữa nhiều đã ảnh hưởng tiêu cực tới chế độ giảm béo. Đặc biệt với sữa nguyên kem nhiều chất béo thì nên tránh sử dụng, thay vào đó, bạn có thể bổ sung dinh dưỡng canxi bằng một số loại sữa khác như không đường, tách béo, sữa hạt để giảm tối đa tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. 3.4 Bánh gạo. Bánh gạo mặc dù được chế biến có thành phần bột gạo nhưng không cao. Bên cạnh đó, chất phụ gia, hương liệu, dầu chiên sẽ làm calo cao khiến bạn dễ bị mập. Chuyên gia không cấm tuyệt đối bạn ăn bánh gạo nhưng cần hạn chế và chỉ chọn những loại bánh gạo vị nhạt, ít calo. 3.5 Đồ uống có ga, chất kích thích. Bên cạnh món vặt ăn bim bim có béo không thì đồ uống cũng cần hết sức chú ý trong việc thực hiện chế độ giảm mỡ bụng khoa học. Những đồ uống có ga, nước ép trái cây nhưng đóng chai, sản xuất theo quy trình công nghiệp thuận tiện nhưng lại khiến bạn dễ bị tăng cân. Người thường xuyên uống nước ngọt, cà phê có nguy cơ thừa cân, béo phì cao gấp 3 lần với người có thực đơn dinh dưỡng không dùng các loại đồ uống này. Link mua phẩm các sản phẩm hỗ trợ giảm cân mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.